Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với kênh Bilab. Hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn cách làm con quay giấy quay vừa lâu vừa đẹp như thế này. Để làm được con quay giấy này thì chúng ta cần 3 tờ giấy màu hình vuông tương ứng với cả 3 phần trên con quay giấy này. Tôi sẽ bắt đầu thao tác nhé. Đầu tiên là phần đáy của con quay. Tôi đã gập xong bước đầu của phần đáy con quay. Với phần thân và phần tay quay của con quay cũng tương tự giống như là ta gấp phần đáy của con quay. Tôi đã gập xong những bước đầu của phần đáy con quay, phần thân con quay và phần tay cầm của con quay. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào chi tiết cách gấp khác nhau của từng phần. Trước hết là phần đáy con quay. Chúng ta đã hoàn thiện xong phần đáy của con quay. Tiếp theo chúng ta sẽ gấp tiếp phần thân. Chúng ta sẽ luồn phần thân vào phần đáy của con quay. Sau khi lồng phần thân vào phần đáy của con quay, chúng ta có thể kiểm tra luôn xem con quay của chúng ta có hoạt động được không. Và cách chúng ta đặt xuống, chúng ta xoay thử. Đó, vậy là khá là trơn tru. Cuối cùng, chúng ta sẽ gấp tay xoay cho con quay. Bây giờ chúng ta sẽ lồng phần tay xoay của con quay vào phần thân của nó. Điều chỉnh lại sao cho phần tay cầm cân đối với phần thân của con quay. Vậy là chúng ta đã hoàn thiện xong con quay giấy rồi.